Công ty trách nhiệm hữu hạn tự động hóa Đông Phương là một trong những đơn vị sản xuất và cung cấp các dòng máy CNC điêu khắc gỗ uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Các dòng máy của Đông Phương mang thương hiệu Wincam độc quyền, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành chế tạo máy CNC, chúng tôi hiểu rõ điều khách hàng cần và đưa ra giải pháp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với Đông Phương Hà Nội, quyền lợi khách hàng luôn là sự ưu tiên hàng đầu. Đó cũng là lý do những chiếc máy CNC Wincam được nhiều khách hàng trên cả nước tin tưởng và lựa chọn đầu tư. Xin chào quý khách hàng, em là Linh, nhân viên phụ trách kinh doanh máy CNC của công ty Đông Phương Hà Nội. Trung bình mỗi năm, công ty Đông Phương bán ra thị trường từ 600 đến 650 chiếc máy CNC điêu khắc gỗ. Đây luôn là dòng máy được coi là sản phẩm thế mạnh của công ty Đông Phương trong suốt 10 năm qua. Trong video hôm nay, em Linh sẽ giới thiệu cho anh chị 3 dòng máy CNC điêu khắc gỗ bán chạy nhất năm 2021 tại công ty Đông Phương. 1. Máy CNC 22256 đầu đục khắc gỗ. Máy CNC 22256 đầu là dòng máy đang dẫn đầu bảng xếp hạng năm 2021 về các dòng máy đắt khách nhất tại Đông Phương. Nhờ vào hành trình làm việc cực đại 2m15 x 2m5, đục được đa dạng các mặt hàng khổ lớn như giường tủ, cánh cửa, đồ thờ, bàn ghế. Máy có thể đục cùng một lúc 6 sản phẩm, kích thước 34cm x 2m5, đục một đầu kích thước 1m8 x 2m5. Ngoài đục những sản phẩm thẳng thần 3D thì khách hàng có thể thêm lựa chọn tối ưu khi kết hợp thêm hệ thống trục xoay A để đục sản phẩm như tượng, trụ rồng, trụ cầu thang. Tháo lắp đơn giản, mang hiệu quả vượt trội. Với thiết kế cơ khí vững chắc, màu sắc bắt mắt, vận hành mạnh mẽ, ổn định hoạt động được cả ngày đêm, giúp khách hàng tối ưu được năng suất. Máy CNC đục gỗ 22256 đầu hiện được công ty Đông Phương cung cấp với mức giá chỉ 185 triệu đồng, bao gồm chi phí lắp đặt, bàn giao tại nhà 3 ngày, đảm bảo máy hoạt động vận hành ổn định. 2. Máy 13254 đầu, dòng máy CNC quốc dân. Máy CNC 13254 đầu là mẫu máy có kích thước và trọng lượng vừa phải, phù hợp với số đông khách hàng, nhanh chóng thu hồi vốn nhất trong phân khúc máy CNC 3D. Theo số liệu thống kê tại CNC Đông Phương, dòng máy này đã giữ vững ngôi vương trong suốt nhiều năm liền. Hành trình làm việc 1m5 x 2m5, máy tạo ra 4 sản phẩm có kích thước trung bình 36cm x 2m5, tạo ra một sản phẩm có kích thước khi gia công một đầu 1m2 x 2m5. Mặc dù là mẫu máy phổ thông tầm trung, nhưng máy có những cải tiến rất ưu việt trong cấu hình. Bộ điều khiển chuyển sang dòng CA100 Pro 2 thuần tiếng Việt. Mặt bích cùng thanh nhôm giá to dày dặn, nâng đỡ củ lên xuống chân chu hơn. Hệ thống đo nhiệt độ củ thông minh, đèn LED chiếu sáng, đèn cảm biến nhiệt độ, mang đến một dòng máy CNC thế hệ mới hiệu quả. Với mức giá 155 triệu đồng thì đây là dòng máy rất phù hợp cho những khách hàng mới bắt đầu mở xưởng, có vốn ít, nhà xưởng nhỏ, muốn nhanh chóng thu hồi vốn mà vẫn đảm bảo đáp ứng được tất cả các yêu cầu công việc. 3. Máy đục tượng 4D, dòng máy chuyên đục sản phẩm tròn xoay 360 độ. Máy CNC đục tượng gỗ là dòng máy thuộc phân khúc giá bán cao bởi tính năng cũng như cấu hình hoàn toàn khác so với hai dòng trên. Là dòng máy chuyên đục những sản phẩm có chi tiết và độ phức tạp cao, xoay tròn như tượng gỗ, trụ rồng, trụ cầu thang, chân ghế tân cổ điển, lọ lục bình. Nhờ khả năng xoay 4 trục đồng thời mà máy có thể làm ra sản phẩm đạt độ hoàn hảo lên tới 95%. Kích thước sản phẩm có thể đục tối đa 48cm x 1m4. Ngoài ra, máy có thể tích hợp thêm hệ thống nhôm mặt bàn để đục những sản phẩm 3D có độ dày phôi tối đa 12cm, sâu 7-8cm. Đây cũng là điểm mà nhiều khách hàng yêu thích dòng máy này. Máy đục tượng hiện có giá dao động từ 300 đến 460 triệu đồng, tùy khách hàng lựa chọn cấu hình từ 4 đến 12 đầu. Trên đây là 3 dòng máy CNC của Đông Phương Hà Nội được khách hàng lựa chọn đầu tư nhiều nhất trong năm 2021. Không chỉ mạnh về chất lượng sản phẩm, chính sách khách hàng cũng là một trong những yếu tố giúp Đông Phương tạo dựng được thương hiệu uy tín trên thị trường. 4. Chính sách mua máy tại CNC Đông Phương. Khi mua máy tại công ty Đông Phương, thì khách hàng được hưởng các quyền lợi và chính sách khách hàng đặc biệt, được tư vấn nhiệt tình của đội ngũ kỹ thuật nhân viên bán hàng. Chúng tôi sẽ tư vấn và giúp bạn lựa chọn được máy CNC khắc gỗ chất lượng và phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng. Đông Phương hỗ trợ khách hàng trong việc vận chuyển, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng máy CNC kỹ càng, chuyển giao công nghệ miễn phí không giới hạn và thời gian. Mỗi khách hàng được một kỹ thuật có chuyên môn cao chỉ dạy tận tình, hỗ trợ chỗ ăn nghỉ sạch sẽ thoáng mát tại công ty, tặng thương viện mẫu CNC 7000 file, hỗ trợ vẽ mẫu, scan mẫu miễn phí trọn đời.
bảo hành máy dài hạn, 3 năm phần cơ khí và 1 năm phần điện. Anh chị đánh giá cấu hình 3 dòng máy CNC bán chạy và chính sách khách hàng của Đông Phương như thế nào? Mọi ý kiến đánh giá cũng như thắc mắc về sản phẩm, anh chị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận nhé. Để được mua máy CNC Đông Phương với mức giá ưu đãi, anh chị hãy liên hệ qua hotline 0968 68 9988, 0383 669 966. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.